Ban đầu mình cứ nghĩ là học trước ở Việt Nam cho rẻ và biết lái rồi qua Úc sẽ nhanh hơn và thi cũng tiện hơn. Nhưng không hề các bạn ơi, những bạn mình đã học lái ở Việt Nam qua Úc muốn chạy tự tin ở trên đường đều phải đi học lại. Các bạn chia sẻ là do cách lái xe ở bên Úc khác, do đó nếu mà qua rồi học sẽ phù hợp hơn. Thà như tờ giấy trắng chưa biết gì sẽ dễ hơn là đã quen với thao tác ở Việt Nam rồi các bạn phải chỉnh lại. Các bạn cũng chia sẻ là biết lái xe hơi ở Úc cũng quan trọng lắm, sẽ tiện cho các bạn đi làm và đi chơi nữa. Giá học lái xe ở Melbourne là khoảng 50 đô một giờ, học cỡ 10 cho tới 12 tiếng là sẽ lái được. Cái này là giá tham khảo để ước lượng thôi nha, cũng tùy nơi nữa. Mình nêu để các bạn tham khảo nếu mà đang cân nhắc là học lái xe hơi ở Úc hay là Việt Nam. Và khi mua xe thì các bạn nên có người am hiểu về xe đi cùng để kiểm tra cho bạn. Mua xe ở trên mạng như là Marketplace thì rẻ, nhưng mà sẽ không có bảo hành và nhiều khi xe dễ hỏng hóc nữa. Bạn mình không rành về xe nên lỡ mua một chiếc không tốt, phải tốn tiền sửa nhiều. Nên bạn khuyên mình là thà mua mắc hơn một chút, mà xe tốt thì vẫn kinh tế hơn. Nếu có người có kinh nghiệm kiểm tra xe đi cùng thì các bạn cũng sẽ an tâm hơn nữa. Khi mua thì các bạn nên hỏi người bán về cái sổ gọi là logbook, thì hao hao giống như là cái sổ ghi là xe có được bảo dưỡng định kỳ tốt hay không. Xe ở Úc phải mua bảo hiểm, các bạn hỏi họ luôn là chiếc xe này có bảo hiểm không và kéo dài tới khi nào. Có trường hợp xe đã hết bảo hiểm rồi thì khi mua chiếc xe đó bạn phải mua mới bảo hiểm nữa. Và nhất định phải mua bảo hiểm nha các bạn. Có loại bảo hiểm hai chiều là lỡ xe bạn tông xe khác thì bảo hiểm sẽ sửa chữa cho cả xe bạn và xe kia. Hoặc là bảo hiểm một chiều là công ty chỉ chi trả cho xe bên kia. Chi phí sửa chữa ở Úc đắt lắm nên các bạn hãy mua bảo hiểm nha.